Hello, xin chào tất cả anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng em đến với clip mới nhất của em ngày hôm nay. Lời đầu tiên em kính chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe anh em nhé. Anh em đón xem clip của em thì hãy bớt chút thời gian ủng hộ cho em xin một chút like, một chút đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hôm nay được buổi đi lên trên rừng chơi anh em ạ. Thì sẽ vào thấy anh em treo giọt dãi chim nhiều quá, em mang con mồi ra kè thử chơi. Chung là cũng giáp Tết rồi, đâm ra là em cũng vẫn đi tìm chim mà xe thì bắt đầu là người ta cũng chạy chuyến cuối hôm qua rồi. Em cũng gửi chim cho anh em nên ra là bây giờ cũng hết xe rồi. Chim bội, chim cà phê, chim mồi em vẫn còn nhưng mà cũng Tết rồi nên ra là xe đi vào trong miền Nam là cũng gọi là nghỉ rồi, nên ra là em cũng không lên clip để chia sẻ cho anh em nữa. Vậy là hôm nay em lên clip cho anh em xem thư giãn giải trí thôi. Hẹn anh em vào ngoài mùng anh em nhé. Ngoài mùng là em sẽ tiếp tục lên những clip những chiến binh bổi chim cà phê, chim giàn, chim mồi để chia sẻ lại cho anh em chơi. Hôm nay thời tiết ở miền Bắc rét lắm anh em ạ. Sáng thấy đi qua mấy anh em thấy treo là thấy có tí nắng nên ra em ghé qua treo mồi lên cho nó chơi thử. Gió to anh em ạ. Ngoài em hôm nay gió rét nó còn mười mấy độ thôi, 12-13 độ thôi, đã thế đã rét xong lại gió nữa. Nói chung là em cũng clip này thì em cũng chả biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người vừa qua đã luôn luôn tin tưởng ủng hộ em trong suốt thời gian một năm vừa qua. Anh em đã tin tưởng em và ủng hộ em rất chi là nhiều. Nói chung là anh em yêu rất nhiều, anh em yêu quý em, nên ra là em cũng chả biết nói gì, chỉ biết là cảm ơn anh em thôi. Hy vọng là sang năm mới em sẽ đi tuyển được những em chim thật là tố chất, thật là đẹp để chia sẻ lại cho anh em cùng chơi. Anh em cứ cố gắng theo dõi kênh của em. Anh em thấy ưng cái mẫu chim mà em tuyển cho anh em thì anh em cứ theo dõi ưng em nào thì anh em nhấc máy alo cho em nhé. Nói chung là sang năm mới thì cũng sắp sang đến năm mới rồi. Em cũng kính chúc anh em có một năm thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Mà luôn luôn gọi là giữ vững cái niềm đam mê của anh em nhé. Rồi, chúc anh em sẽ đạt được thật nhiều thành công trong những gọi là cả nước thì anh em mỗi người có một lĩnh vực riêng. Thật ra là anh em sẽ đạt được thành công trong cái con đường anh em đã chọn. Còn là chim thú vui, chim cò cũng chỉ là đam mê thôi. Gọi là anh em bỏ thời gian ra chơi gọi thư giãn sau những ngày anh em làm việc mệt mỏi. Con chim con cò cũng chỉ là thú vui thôi. Anh em xem con mồi của em chơi uy tín chưa? Đấu hẳn với chim giàn, đấu hẳn với chim cà phê luôn anh em ạ. Và anh em cứ xem clip của em giải trí, bớt chút thời gian ủng hộ cho em xin một chút like, một chút đăng ký kênh anh em nhé. Ra riêng em sẽ đi tuyển những chiến binh thật đẳng cấp để chia sẻ lại cho anh em. Cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn đồng hành cùng em nhé.